cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one với Taurin Inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one, ai cũng có thể làm được hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, miền Trung tiếp tục mưa lớn. Khánh Hòa lắp đặt gương cầu mới và xây thêm 4 đường cứu nạn trên đèo Khánh Lê, Lâm Đồng. Chính thức đưa khởi nghiệp vào giảng dạy trong trường đại học. Thưa quý vị, một khối không khí lạnh khá mạnh đang trên đường di chuyển vào nước ta. Theo đó, miền Bắc sẽ chuyển rét đậm rét hại, miền Trung sẽ đối mặt với diễn biến mưa lũ hết sức phức tạp trong vài ngày tới. Từ chiều ngày 6 tháng 12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ vì thế giảm sâu về đêm, còn ngày nắng hanh tạo ra sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm tại khu vực đồng bằng và miền núi. Gió mùa đông bắc sẽ mạnh cấp 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết khu vực miền Trung diễn biến xấu. Một đợt mưa mới sẽ tập trung ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định với tổng lượng mưa khoảng 100 cho đến 300 mm. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 12. Nguy cơ lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam sẽ lên lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ở mức báo động 2, báo động 3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên báo động 3. Trong khi đó, hiện tại tình trạng ngập lụt sâu diện rộng vẫn đang diễn ra nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn, Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu tại vùng trũng ven sông các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên. Tính đến hết ngày 5 tháng 12, toàn tỉnh Bình Định đã có hơn 230 hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn do mưa lũ. Phần lớn những hộ này nằm ở các xã ven biển và vùng trũng thấp ở hạ lưu sông Côn thuộc huyện Tuy Phước. Mặc dù trong những ngày qua, các tổ chức đoàn thể đã giúp nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà bị hư hỏng, nhưng với những hộ có nhà sập hoàn toàn, nhất là hộ nghèo, thì việc sớm ổn định đời sống là điều hết sức khó khăn. Người dân hiện rất mong chính quyền sớm hỗ trợ để họ có thêm điều kiện xây lại nhà mới, bởi không xây dựng sửa chữa sớm thì nhiều gia đình sẽ không có nhà để đón Tết. Thưa quý vị, đến nay, nghề tỏi đảo Lý Sơn đã đến với nhiều vùng đất khác và hình thành thêm nhiều vùng chuyên canh mới cho cây tỏi. Thế nhưng, đằng sau câu chuyện chuyển đổi đất canh tác vẫn còn khá nhiều vấn đề, đòi hỏi các địa phương phải giải quyết. Phải mất hơn 1 triệu đồng để mua được một xe gồm 4 mét khối cát từ vùng biển xa. Khoản tiền không nhỏ, nhưng nhiều gia đình ở thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vẫn bỏ cả chục triệu đồng để mua cát về trồng tỏi. Những thửa ruộng mà lâu nay trồng hoa màu giờ đã được cải tạo chuyển sang trồng tỏi. Mà theo họ làm tỏi, hành tỏi mình cũng theo người ta làm. Như bên tôi cũng làm được vụ này vụ thứ ba. Nó thấy nói chung là cái hiệu quả thì hơn lúa nhiều. Một sào 500 mét vuông, vụ trước ông Tuấn thu được 1 tấn tỏi tươi, giá bán 30 đến 40 nghìn đồng 1 kg. Lợi nhuận từ cây tỏi gấp nhiều lần so với lúa hay hoa màu. Vậy là trong vòng 3 năm qua, hàng loạt diện tích đất canh tác được chuyển sang trồng tỏi. Cả xã Vạn Hưng có đến 200 hộ trồng tỏi, với diện tích tỏi không dưới 150 hectare. Cũng bởi vì thế, vào lúc này những nông dân trồng tỏi vừa làm vừa xử lý những khó khăn phát sinh. Theo nhiều người trồng, giá tỏi giống tăng cao, lên đến 180 nghìn đồng 1 kg. Nhưng lo ngại lớn hơn đối với nông dân không chỉ là chuyện trồng được tỏi hay không, mà ở đầu ra cho mặt hàng tỏi. Cái cung ở đây thì bà con tự làm được, nhưng mà cái cầu đó là một cái điều trăn trở. Có được vùng chuyên canh tỏi cũng đồng nghĩa sẽ định hình diện tích tỏi ở mức bao nhiêu, trên sản lượng ổn định sẽ tạo dựng thương hiệu tỏi Khánh Hòa. Điều này là cần thiết để giúp nông dân tiêu thụ mặt hàng tỏi, hơn nữa cũng tránh được tình trạng mạo danh thương hiệu tỏi Lý Sơn trên thị trường. Gần một tháng nay, người trồng tiêu ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vô cùng lo lắng khi cây tiêu chết hàng loạt mà chưa tìm được cách để cứu chữa. Nhiều vườn tiêu chết khô sơ sát, trụi gốc vì bệnh hoành hành. Căn bệnh này người dân gọi là bệnh chết nhanh, chết chậm. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở khu rẫy Ba Lon, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh là hộ có thâm niên trong việc trồng cây tiêu. Khoảng một tháng trở lại đây, gia đình ông cũng như nhiều hộ khác đang đứng ngồi không yên bởi hơn 400 trụ tiêu 5 đến 6 năm tuổi bắt đầu cho thu hoạch đang bị bệnh hàng loạt. Nó chết từ một tháng nay lại đây, nó chết hàng loạt. Rồi nông dân mình thấy vậy sợ chết rồi bắt đầu mua thuốc, mua nồi ra để mua thuốc vô bơm
bơm rồi bắt đầu nó đứng sau là phải đang nó theo đi nữa bắt đầu nó nhổ dây giật dây lên rồi bắt đầu cắt bỏ sợ nó lan đào mương làm tùm lum á. Hộ ông Tuấn là một trong số rất nhiều hộ dân tại huyện Đức Linh đang đứng ngồi không yên vì hiện tượng tiêu chết. Theo các chủ vườn tiêu, dấu hiệu bệnh của tiêu là cây đang xanh tốt bỗng ủ rũ như thiếu nước, lá héo dần sau đó mới trở nên úa vàng chết khô cùng dây tiêu, rễ tiêu bị thối đen. Cây tiêu chết hẳn vài tuần sau đó. Theo thống kê, từ đầu vụ đến nay, huyện Đức Linh đã có hơn 150 hectare cây tiêu bị chết do dịch bệnh, thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng. Trong khi chờ đợi một giải pháp hiệu quả để cứu chữa cho cây tiêu, thì người dân nơi đây đang hàng ngày vẫn phải méo mặt nhổ bỏ lần lượt những cây tiêu mới nhiễm bệnh để mong cứu vớt lại những cây tiêu cuối cùng. Hiện vườn bưởi Tân Triều Đồng Nai của anh Ngô Văn Sơn đã có 500 quả bưởi tạo hình gồm bưởi hồ lô hình bản đồ, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa với giá 1,5 triệu đồng một trái. Riêng bưởi hồ lô theo chùm có giá 2,5 triệu đồng một cặp. Để tạo ra những sản phẩm độc đáo này, bưởi được chọn phải to, đẹp và từ những cây khỏe. Các trái bưởi sẽ được ép khuôn theo hình bản đồ Việt Nam và các quần đảo. Thông qua những sản phẩm độc đáo này, anh Sơn muốn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, mong muốn sản phẩm này sẽ được người dân trang trọng đặt lên bàn thờ gia tiên. Ngày 4 tháng 12, Sở Y tế Đồng Nai xác nhận một phụ nữ 24 tuổi ngụ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa dương tính với virus Zika. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đồng Nai được phát hiện nhiễm virus Zika. Ngay sau khi có thông báo về trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm virus Zika, ngành y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã triển khai các bước nhằm khoanh vùng khu vực nơi bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus Zika, đồng thời phun xịt hóa chất, khống chế không để virus lan rộng. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trước tình trạng ngọn đèo Khánh Lê nằm trên tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt, lâu nay chỉ có duy nhất một gương cầu lồi và một đường cứu nạn. Vừa qua, ngọn đèo này đã được xây thêm 4 đường cứu nạn cùng các gương cầu lồi tại các cua mặt nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn giao thông trên ngọn đèo Khánh Lê nằm trên tuyến Nha Trang đi Đà Lạt, ngoài một đường cứu nạn và một gương cầu lồi đã có, ngành chức năng hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã vừa cho xây dựng thêm 4 đường cứu nạn cùng tiến hành lắp đặt mới các gương cầu lồi tại những đoạn cua quặt nguy hiểm trên suốt toàn bộ tuyến đường đèo. Đến nay, việc lắp đặt mới các gương cầu lồi đã hoàn tất, riêng 4 đường cứu nạn mới hiện vẫn đang thi công chưa hoàn chỉnh vì gặp khó khăn do mưa lũ. Có thể nói, gương cầu lồi và đường cứu nạn rất cần thiết cho các lái xe khi lưu thông trên các tuyến đường đèo nguy hiểm, giúp hạn chế được những vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã từng xảy ra trên ngọn đèo này. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 12, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xóm 8, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông tạo hỏa, làm một người đàn ông tử vong tại chỗ. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 12, ông Phạm Văn Bu, 60 tuổi, trú xã Nghi Phạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, vừa xuống xe buýt và đứng trên đường ray nghe điện thoại và không biết tàu hỏa đang tiến đến. Mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng la hét ra hiệu cho ông Bu có tàu hỏa, nhưng ông Bu không nghe thấy. Hậu quả, ông Bu bị tàu hàng số hiệu HH3, xí nghiệp đầu máy Vinh chạy hướng Bắc Nam tông trúng tử vong tại chỗ. Tàu hàng phải dừng lại gần 30 phút để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Vào trưa ngày 5 tháng 12, tại km 335 thuộc quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ xe container do Hà Văn Long điều khiển đang vận chuyển khối lượng lớn gỗ lậu. Qua kiểm tra, số gỗ lậu nói trên được ngụy trang bên ngoài rất kín bằng bánh kẹo và bim bim. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh hợp pháp. Bước đầu, lái xe khai nhận vận chuyển số gỗ trên cho một công ty từ Quảng Bình ra Hà Nội. Trạm cảnh sát giao thông đã lập biên bản và bàn giao phương tiện số gỗ trên cho đội kiểm lâm cơ động số 1, chi cục kiểm lâm tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 5 kg ma túy. Theo đó, Lê Quang Cường sinh năm 1969, Lâm Kim Phụng sinh năm 1964, quốc tịch Úc, trực tiếp điều hành đường dây trên. Hai đối tượng tên Trân và Giang trực tiếp qua Campuchia lấy ma túy, rồi giao cho Nguyễn Duy Thạch Thảo sinh năm 1979. Sau khi giao ma túy xong, thì Cường Phụng đến nhà Thạch Thảo lấy tiền đổi ra đô la Mỹ, rồi đưa cho một người tên Long chuyển qua Campuchia trả cho đầu trên. Thạch Thảo là đầu mối phân phối lại số ma túy trên tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mới đây, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động khoa sáng tạo và khởi nghiệp, một địa chỉ mới hứa hẹn sẽ giúp cho những bạn trẻ có cơ hội hiểu biết và khởi nghiệp một cách thành công. Phong trào khởi nghiệp hay còn gọi là startup ở Việt Nam đang trở nên phổ biến và gần như là một xu hướng trong thời gian gần đây. Hiện nay, khởi nghiệp tại các trường đại học hầu như chưa được triển khai, trong khi đối tượng sinh viên là một trong những nguồn lực giàu mạnh để khởi nghiệp thực sự là con đường thành công được những bạn trẻ lựa chọn.
Khoa sáng tạo và khởi nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được giới thiệu và đi vào hoạt động. Đây là một khoa rất đặc biệt, một khoa không có giảng viên. Tất cả sinh viên, tất cả thầy cô giáo, tất cả các công dân Việt Nam khi có một ý tưởng nào đó đều có thể đến đây để nhận được sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm trong khởi nghiệp. Khoa sáng tạo khởi nghiệp mong muốn là cái cầu nối của cả cộng đồng để làm sao khiến cho cái việc biến ý tưởng thành sản phẩm, rồi từ sản phẩm đưa ra thị trường và từ thị trường phụng sự cái nhu cầu bức thiết của đời sống một cách nhanh nhất. Khởi nghiệp ở đây, sinh viên học được tính kiên nhẫn từ những việc nhỏ nhất. Sinh viên được trình bày những suy nghĩ của mình đến những người có kinh nghiệm, được hỗ trợ kêu gọi vốn tài trợ với những ý tưởng độc đáo có tính thực tế. Với sự hình thành và hoạt động bài bản, khoa sáng tạo và khởi nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy của tất cả mọi đối tượng, sẽ có được những kinh nghiệm và định hướng khởi nghiệp một cách mới mẻ, hiệu quả và thành công. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phi Nhung thức khuya, thích ăn các món chiên xào nên lo nóng trong người khiến ngoại hình không tươi trẻ. Trà Dr. Thanh giúp thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phi Nhung không thể thiếu trà Dr. Thanh mỗi ngày được. Ghét ghê vậy đó. Cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mười ba người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên thí điểm kỹ thuật phun mù nhiệt phòng chống sốt xuất huyết và Zika. Lâm Đồng khan hiếm lao động trong vụ mùa thu hoạch cà phê.